bạn, cô chú, anh chị. Ngày mới thì Hương cũng xin chúc cho tất cả các bạn, cô chú, anh chị gặp nhiều may mắn và thành công trong mọi lĩnh vực. Hôm nay Hương sẽ đi chợ để mua ếch về làm cái món ếch xào dừa lá cách đó các bạn. Tại vì ngày hôm qua mưa rất là lớn, mưa nguyên ngày hôm qua. Thế nào thì tối người ta cũng có đi xôi và sẽ có bán ếch đồng. Bây giờ thì Hương sẽ đi mua. Cái lò mũi của Hương bữa nay nó ăn trầu các bạn ơi. Mấy ngày nay cũng bị bệnh nữa. Nằm không mà nó bị sổ mũi nè, chùi riết nó ăn trầu luôn rồi. Bây giờ Hương sẽ đi mua ếch nha các bạn. Và sẽ về làm video ếch xào dừa cho các bạn cùng xem nha. Tết thì đã mua rồi. Bây giờ mình sẽ ghé nhà ba mẹ mình. Giờ mình sẽ đi hái lá cách nha. Mình hái lá cách đang về bạn mình xào dừa. Trời mưa nó nông mướt à. Trời mưa nó nông mướt rồi các bạn. Cách này ở nhà ba mình. Mình hái được như đây à. Mình mé bên kia, bên đó đó. Bên đó nó non. Để mình đi vòng mấy anh đó mình hái mới được chứ bên đây hết rồi, bên đây còn như đây à. Giờ thì mẹ mình nạo dừa để cho mình đem về để mình xào ớt lá, xào dừa lá cách đó các bạn. Ớt thì mình đã mua rồi, giờ hái lá cách rồi, giờ chỉ có nạo dừa nữa thôi. Bây giờ thì Hương sẽ đâm tỏi và ớt và một số gia vị thông thường để mình ướp cái thịt ếch cho nó cứng và nó thơm các bạn. Mình phải ướp trước lên cho nó mới ngon cái thịt ếch. Cho đường, muối và bột ngọt vào đây mình giã chung với tỏi và ớt luôn nha các bạn. Và cho một xí bột nghệ nữa. Cho nó vàng nó đẹp cái thịt ếch. Sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Đây bạn, mình mua được 4 con ếch. Nó cũng là ếch đồng nhưng mà ếch Đồng Tháp các bạn ơi. Chứ ếch đồng mình không có mua được tại vì người ta bán hết trơn rồi, mình ra mình tìm mày không được, mình không có mua được ếch đồng mà ở tại chỗ mình người ta soi được. Ếch này người ta nói là ếch Đồng Tháp. To đùng luôn các bạn, cái đùi nó bự cho bá luôn. Bây giờ thì mình sẽ cắt nó ra và mình tiến hành mình ướp nó. Mình cũng cắt cái miếng to to các bạn, to to mình ăn nó mới phê. Các bạn coi nè, quá trời cái đùi. Cái đùi chà bá luôn. Bây giờ tiến hành mình ướp thôi các bạn. Mình sẽ cho hết cái gia vị này vào trong cái ớt để mình ướp. Mùi tỏi, mùi ớt nó đã nồng nặc lên luôn. Mình trộn đều rồi mình để đây cho nó ngấm. Mình đi chuẩn bị lặt lá cách và vắt dừa nha các bạn. Màu nghệ vô cái thịt đó nó rất đẹp. Nhìn rất là bắt con mắt luôn các bạn.
xem là cái lá cách nó non mướt luôn, lá nó to đùng luôn. Bây giờ Hương sẽ lặt. Rồi đây là dừa, một trái dừa các bạn. Mẹ mình nặng cho mình trái dừa. Ớt thì lên màu rất là đẹp. Bạn chờ trong giây lát nha, mình sẽ làm ớt xào dừa đó các. Cái lá của nó này các bạn. Mình đo bằng tay mình, nó bự hơn cái bàn tay của mình lắm. Và bây giờ Hương sẽ vắt dừa các bạn. Bắt mình lấy nước cốt mình nấu vỏ ớt. Ớt xào dừa lá cách, một món ăn dân dã rất là ngon, rất là bổ nha các bạn. Mình vắt khoảng chừng một phần nửa cái tô nước cốt này là được các bạn. Này thì nó khoảng chừng 500 ml à. Bây giờ thì mình tiến hành mình bắt chảo lên mình xào ếch cho nó săn á các bạn. Mình cho dầu ăn vào đây, phi tỏi cho nó thơm, cái mình để cái ếch vào mình xào cho nó săn nó thơm lên cái đã. Rồi mình mới để nước cốt dừa vào mình nấu nha các bạn. Mới xào cho nó thơm nữa mới ngon. Tại vì đây thì mình cũng nấu theo cái gia đình mình thôi, chứ cũng không phải là dạy nấu ăn nha các bạn. Mình chỉ nấu theo phong cách ở nhà mình thôi. Sôi lên nó săn thịt ếch nữa các bạn. Nhìn hấp dẫn rồi đó, nghe mùi thơm rồi đó. Để cho nó săn tí nữa mình sẽ chế nước cốt vào mình nấu nha các bạn. Xào dừa lá cách mà mình cứ nói nấu hoài à, lộn lưỡi. Bây giờ cho nó săn đi, mình đậy nắp lại cho nó săn thiệt săn đi. Cái mình để nước cốt vô mình nấu xào. Nấu nữa. Được rồi đó các bạn. Quá trời thơm rồi. Ớt này thì nó cũng lẻ chín nữa. Mình cho nước cốt vào. Các bạn yêu thích cái kênh mình thì các bạn đăng ký cho mình nha các bạn. Nó ở dưới cái video mình nó sẽ có cái chữ màu đỏ đăng ký các bạn. Bạn nhấn vào đó và nó sẽ lên cái chuông. Các bạn sẽ nhấn vào cái rảnh chuông để khi mà cái video của mình ra các bạn sẽ là người nhận được cái thông báo và xem cái video mới cho mình. Bây giờ thì mình sẽ cắt lá cách. Cắt to to thôi nha các bạn. Mình cũng không thích diễn nữa tại nó non quá. Vậy nó lên cái màu nước rất là đẹp nè các bạn. Mình chờ nó sôi là mình sẽ nêm nếm lại và mình để lá cách vào mình tắt bếp mình dùng được rồi các bạn. Nó sôi lên thì nó sẽ chuyển cái màu một nghệ rồi màu khác rồi. Tại vì nó cốt nó sẽ nhiều á, nó sẽ trắng lên. Nhìn cái đùi các bạn rất là hấp dẫn luôn.
Bây giờ mình sẽ cho lá cách vào. Lá cách này rất là non các bạn, mình sẽ trộn cho nó thấm xuống là được rồi các bạn, như để chín quá nó cũng không ngon, chín quá rụt nó không ngon, tại lá cách nó non quá trời non. Giờ trong giây lát mình sẽ có món ăn ngon hấp dẫn các bạn ơi. Đấy, hấp dẫn chưa, mình cho thêm mấy trái ớt vô nữa nè. Đây thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn cái cách xào dừa lá cách của nhà mình nha các bạn. Rồi mình tắt bếp thì mình cho nó xuống để nồi lá cách mình nó rụt quá. Các bạn nhìn hấp dẫn chưa? Những cái đùi ớt to đùng. À, nó là to, nó bự chà bá luôn. Các bạn yêu thích kênh của mình thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nhé các bạn. Mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Các bạn xem cái video của mình rồi chia sẻ để cho nhiều người cùng biết đến cái kênh của mình nha các bạn. Mình rất là cần cái lượt chia sẻ nha các bạn. Ớt xào dừa lá cách, một món ăn dân dã của người miền Tây Nam Bộ. Đến đây thì Hương cũng xin khép lại cái video ớt xào dừa lá cách của mình nha các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi hết cái video của mình. Các bạn cứ làm cái món ớt xào dừa lá cách theo mình đi bạn, ăn rất là ngon nha các bạn. Giờ thì mình cũng xin tạm biệt các bạn nha. Mình xin phép để mình ăn cơm, chứ sáng giờ mình chưa ăn gì hết trơn á, mình đói quá rồi. Thôi mình xin cảm ơn các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong những cái video sau.